Hello, xin chào anh em. Ở trên tay mình đây ngày hôm nay là một ổ cứng di động đến từ Western D. Và đây cũng sẽ là ổ cứng mà mình sẽ tặng cho anh em ở cuối video. Thì nhắc tới ổ cứng di động của Western D, chắc anh em sẽ biết nhiều hơn đến cái dòng My Passport ở đây. Thì có thiết kế đẹp, độ bền cao, nhưng mà tốc độ sử dụng thì không được cao cho lắm. Nó chỉ rơi vào khoảng độ hơn 100 ms một giây, loanh quanh 100 ms một giây thôi. Thì ổ cứng di động ngày hôm nay mình có trên tay đây cũng đến từ Western D. Đây là ổ Black. Nó sẽ giống như các ổ black ở trên desktop thông thường, ổ 3.5 thông thường ấy sẽ có tốc độ cao hơn những cái ổ cứng của Western D khác. Thì mình thấy ở trên vỏ hộp ở đây sẽ ghi là tốc độ tối đa có thể đạt là 140 MB một giây. Còn cụ thể như nào thì tí nữa mình sẽ test cho anh em. Và đây sẽ là một ổ cứng 2 TB, thì mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong sẽ có những gì. Thì ở đây nhân vật chính của chúng ta là một ổ cứng di động, và sau đây mình sẽ thấy một cọng dây kết nối và tập sách hướng dẫn sử dụng và cách cắm sao cho nó hợp lý. Sợi dây mình đang có ở đây này không phải là kiểu như các sợi dây USB thông thường. Đây là cổng USB 3.0 Micro B. Thì ở trên cả HDD nhập ổ cứng di động My Passport đây cũng sử dụng cái cổng kết nối này. Thì tốc độ nó vẫn cao như cổng USB 3.0 thông thường thôi, vẫn là thoải mái để sử dụng. Đây là nhân vật chính của chúng ta. So với chiếc My Passport ấy, thì chiếc ổ cứng này sẽ nhỏ hơn khá khá đấy. Thiết kế thì vỏ ngoài được làm hoàn toàn từ kim loại. Mình thấy cái thiết kế này sẽ có độ bền cũng là cao đấy, nhưng mà anh em cũng không nên đánh rơi, bởi vì dù sao đây cũng chỉ là một ổ cứng cơ học thôi, đánh rơi thì chắc chắn là độ bền thì sẽ không được đảm bảo đâu. Và với vỏ kim loại này thì khả năng tản nhiệt sẽ rất là tốt. Rồi thì mình sẽ test qua một chút về khả năng đọc ghi của ổ cứng này, thì cũng gần giống như bên phía Western D quảng cáo, đó chính là sẽ đạt được hơn 130 MB một giây ở trên tốc độ đọc và ghi. Nói chung là cũng khá là ổn đấy. Thì với ổ cứng di động này sẽ rất tiện lợi cho các nhu cầu như anh em làm việc ở trên văn phòng mà chưa làm việc xong thì có thể copy và mang về nhà làm việc tiếp, hoặc là từ nhà và mang đến chỗ làm, nó tương tự như vậy. Hoặc có thể chia sẻ được game này, các bộ phim kín đáo với nhau, không kiểu lộ liễu quá. Và nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm của Western D thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả của video. Còn thẻ lệ để anh em có thể nhận được cái ổ cứng này thì cũng rất là đơn giản thôi. Bước 1, anh em hãy like và share video này dưới dạng công khai ở trên Facebook, sau đó subscribe kênh YouTube của Anphat Computer. Bước 2, hãy chọn 3 con số may mắn kèm link Facebook đã share video này ở dưới mục bình luận. Chúng mình sẽ dựa vào 3 số cuối của kết quả sổ số đặc biệt miền Bắc ngày 17 tháng 2 2020 để làm kết quả. Bước 3, hãy chờ đợi một video livestream của mình để tìm ra bạn trúng giải. Tuy nhiên sẽ có một số lưu ý dành cho anh em khi tham gia chương trình giveaway lần này. Khi chia sẻ video, anh em phải để ở chế độ công khai ở trên Facebook và mỗi người chỉ được chọn một số và không được chỉnh sửa, và chỉ tính những bình luận ở ngay dưới video này. Và hạn bình luận sẽ là 16 giờ chiều ngày 17 tháng 2 2020. Sau đấy sẽ được tính là không hợp lệ nhé. Và nếu như không có bạn nào trùng với 3 số cuối của kết quả sổ số miền Bắc thì mình sẽ lấy kết quả gần nhất và ưu tiên bạn bình luận sớm hơn. Và kể từ khi công bố livestream, mình sẽ nhắn tin cho bạn trúng giải, và trong vòng 24 giờ mà bạn ấy không phản hồi thì mình sẽ tính như là từ chối phần quà và mình sẽ tìm bạn khác để trao quà. Và khi gửi phần quà mình sẽ gửi một lần thôi, nếu như bạn không nhận thì cũng được tính như là bạn từ chối phần quà giveaway lần này. Ok, anh em hãy nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.